Ông Hoàng Bảy Bảo Hà trong đạo mẫu tứ phủ là ai? Ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm là ngày khánh tiệc ông Hoàng Bảy Bảo Hà, vì ông hay về ngự đồng nên danh tiếng của ông rất phổ biến trong tín đồ đạo mẫu. Tương truyền rằng vào những năm cảnh hưng thời nhà Lê, giữa thế kỷ 18, khắp vùng Bảo Hà, tỉnh Lào Cai và biên cương phía Bắc không lúc nào yên bình. Giặc Trung Quốc suốt ngày lăm le, các tù trưởng cắt cứ lại đánh phá lẫn nhau, tình thế thù trong giặc ngoài vô cùng nguy hiểm. Triều đình cử một danh tướng họ Nguyễn lên trấn thủ biên ải, ngài đánh đâu thắng đó, dẹp giặc ngoại xâm phương Bắc. Với các thổ ti tù trưởng thổ hào quanh vùng, ông lại chiêu dụ cho họ chịu dốc lòng phụng sự. Bảo Hà từ đó trở thành một căn cứ quân sự lớn bảo vệ biên ải của tổ quốc. Cuối cùng ông lại tử chiến trên xa trường, ngay lúc kẻ thù hạ sát ông, trời bỗng chuyển gió, mây vần vũ kết lại thành hình thần mã tỏa ra một đạo hào quang, phi đến Bảo Hà thì dừng lại, lúc ấy trời bỗng quang đãng, mây ngũ sắc kết thành hình tứ linh châu hội, trong khi đó thì thi hài của ông cũng trôi dạt vào đất Bảo Hà ngày nay, nhân dân ngậm ngùi thương nhớ và đã lập đền thờ vị dũng tướng. Theo dõi kênh của chúng mình nhé!